Đây là em cuốn bị người ta đánh què chân nè cô chú và các bạn. Bây giờ mẹ đưa cho con đi bác sĩ nha, kiểm tra nha. Theo theo theo. Thì bây giờ Ti đã mang được hai con vô chuồng rồi. Bé này á, bé xíu này là bị người ta đánh, xong rồi con lệch bốn chân, không biết là đụng vô dây thần kinh nào á. Đó, trời ơi, cô chú thấy con nó nằm chọng quơ chọng que luôn trời. Còn kia là bé chó thịt rê. Thôi bây giờ cho cái con đi nha, sửa lại nó đi. Đó, đây toàn là những cái số phận đáng thương làm cho Ti phải buồn phiền quá cô chú và các bạn. Bây giờ Ti sẽ mang các con đến một cái thú y ở Gò Vấp để bác sĩ vật lý trị liệu cho con. Ti hy vọng là các con sẽ trở lại bình thường được. Ti rất mong cô chú và các anh chị hỗ trợ cùng Ti để có chi phí trả tiền viện phí cho các con. Xin cảm ơn cô chú và anh chị rất nhiều. Ô mẹ Trương nè, thôi mình đi đi. Ti và bạn vận chuyển đã đến phòng khám thú y rồi. Để Ti vô Ti nói chuyện với phòng khám này hả? Người ta có cho quay clip ở trong đây hay không nữa Ti chưa biết nữa. Ti đã hỏi thăm bác sĩ rồi, bây giờ sẽ cho hai con vô thử coi có điều trị được hay không, chứ chưa biết là điều trị được hay không nữa cô chú và các bạn. Bây giờ mình chỉ biết sống trong hy vọng thôi. Đó, em cuốn kia nằm quay lơ luôn, không biết ai đánh nó nữa. Đó, bé cứ nằm vậy thôi. Bị người ta đánh á. Mình thử thôi cho sao giờ. Em thử đi. Biết đâu nó có cơ hội làm sao. Cho đi thú y rồi, test bệnh không bị bệnh gì hết. Nó bị đánh là dưới Gò Vấp á. Là đánh là có bị thương gì không chị? Đánh vô đầu nè. Xong rồi bác sĩ ở dưới đó nó người ta nói là bị trúng dây thần kinh gì á. Nó ăn được, uống được nhưng mình phải đút. Lúc mà bị đánh xong có điều trị trong bao lâu? Nằm có 3 ngày. Là bé này mới xuống chuyện như có 2 ngày. Sẵn chị đưa bé này nó đi điều trị luôn nè. Chị mang theo. Đúng rồi. Ê Giang. Giang ơi, mà nó lùi đi nè, hai chân nó tóm. Nó vẫn lết đi được. Đúng, đi được. Tài kéo nó ra hay lật chuồng ra đi. Đó. Không biết có điều trị được không nè. Bây giờ mình thử thôi chứ làm sao. Giang. Con này là bị đánh ở đầu. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra cho em nè. Thì nói chung là mình không kỳ vọng cao quá, chỉ hy vọng thôi. Giỏi lắm nha, tự ăn tự uống nha. Nhưng mà mình phải đút chứ quên lộn, không có tự ăn tự uống được. Đánh vô đầu sao mà nó bị dây luôn nè. Mới mang về chỉ có 2 ngày á. Tay chân bình thường, đập vô đầu á. Ô Trương con nè, tội nghiệp không? Hôm mà chị mà có đăng một cái clip lên á thì có nhiều người cũng nói là đặt xe lăn, nhưng mà nó còng queo gì sao nó đâu có, nó giống như nó không điều chỉnh được cái đầu nó làm sao nó đi xe lăn được, nên chị mới thấy anh Nhiên Trương á. Chị có chụp phim chưa? Không biết, người ta mang đến là bé nó như vậy á, hay là em thử coi. Chứ chị hy vọng thôi chứ chị cũng chẳng biết sao. Hay là đánh gãy cổ thôi. Giống như người nó bị liệt tàn thân đó. Em cứ làm những cái cần thiết cho bé đi. Giang ơi, con ngoan lắm nè. Đó. Giang thương Giang nè, trời ơi đẹp lắm. Vàng đẹp lắm nè, trời đủ mất đái nữa. Đái kìa, đái ra phòng khám của người ta hết trơn rồi nè. Khoan để nó đặt. Đái đi xong rồi lao, khoan từ, để đái xong thì lao. Đặt tên nó là Mignon đi. Đặt là Mignon.
Ôi con An, trời ơi, mới chụp được có một tấm phim này. Người con quẹo lơ luôn này. À, bé đã được chụp phim rồi cô chú và các bạn. Bây giờ Ti sẽ đi xuống đất đó để xem kết quả như thế nào. Trời ơi, tội nghiệp con lắm cô chú ơi. Con nó cứ quay đơn như thế này thôi à. Con chưa. Con ngoan lắm, chưa em. Chị cho đi đến đây luôn, đi từ chị lên đây cả tiếng á. Bởi vậy chị đâu mang về được đâu. Thôi để nó bé nó lưu chuồng điều trị thử coi. Nếu mà được thì được, không được thì thôi chị đành phải mang về thôi. Em đút cho nó ăn cũng vậy, dễ lắm. Nó hiền khô. Vàng ơi, Vàng, con không có cắn bác sĩ nha, nha. Con ngoan nha, không cắn bác sĩ nha. Bé Vàng này mới về mái ấm của chị à. Ngoan à, à ngày hôm qua hay sao? Ờ đúng rồi, ngày hôm qua. Vàng, Vàng đứng dậy. Rồi hai chân nè. Hai chân sao nằm thẳng đơ vậy con? Hả? Bây giờ cho đi bác sĩ thử nha. Nha. Trời ơi đái nữa. Thương Vàng nè. Mặt nó dễ thương quá trời luôn mà không biết ai nữa thiệt đó. Ác ghê. Hả? Ăn gạch cắn luôn. Ừ. Hình như nó không kiểm soát được đó, chứ không phải nó không cắn mình. Chứ không phải nó cố ý nó cắn mình. À, cô cho con ăn hạt nè cô chú. Tại giờ chưa có thức ăn cho con, tí nữa mới có. Giỏi quá. Rồi nghe rốt rốt luôn. À, con đã được xét nghiệm máu lại, thử coi tình trạng như thế nào. Trời ơi Vàng hiền dễ thương lắm á. Bé nó đói bụng luôn rồi, có cơm chưa? Bọn em chỉ có hạt thôi. Ở đây ăn hạt không hả? Dạ. Ôi chắc chị phải mua ba tê quá, ở đây có ba tê không? Ba tê chụp có nhưng mà hiện tại bọn em hết á. À dạ. Thôi chắc chị phải mua. Nó tên Vàng. Nó không ăn hạt đâu em, chị bỏ hạt vô cái nó bỏ đói luôn, nó không ăn gì hết. Phải cho ăn ba tê mới ăn. Để tí nữa chị đi kiếm cái thú y nè. Cái chỗ ở gần đây có chỗ nào bán không ta? Như ở bên Nguyễn Thái Sơn kia thì nó có một cái vết shop đó chị. Ờ à, rồi rồi, để tí nữa chị qua chị mua đồ cho nó. Trời má nó uống nước nhiều quá ha. Uống nước nhiều đó. Ừ. Chắc nãy giờ khác quá, đi nắng quá mà. Từ chỗ chị xuống đây hả? Cả tiếng luôn nè. Đi xe máy hả chị? Đi xe máy. Chứ đi xe hơi tiền nhiều quá đâu, không có tiền. Chở nó trong cái lòng rồi xong để sau xe chở. À vậy thôi. Ôi giỏi quá, Vàng uống hết nước luôn. À, tí nữa mẹ Ti về nha, Vàng với em Mignon ở đây rồi mấy chị chăm sóc cho con nha. Riêng Vàng, Vàng kén ăn lắm, chắc nhà Vàng giàu lắm hay sao á. Nhà được có lâu rồi chị? 2 ngày à? À là nó ở người ta ngoài đường hả? Không không, mang đến chỗ chị người ta để. Ta chẳng có nói, chị không biết là người ta có giúp đỡ hay không. Nhưng mà thôi kệ nó, người ta không giúp thì chị giúp luôn chứ làm sao. Mà chắc gia đình chắc cũng có điều kiện, nó thấy ăn ngon không, ăn sang. Ngày đầu tiên chị cho nguyên tô hạt luôn, em biết hạt mà hạt nhập á. Dạ. Cái đó ngon lắm, cái bao màu vàng vàng. Không ăn một hột nào luôn, nhịn đói. Ngày hôm sau chị phải lấy ba tê mà ba tê của Pháp á. Trời ơi, má nói mới nhớ chị có nhiều ba tê lắm. Mà để ở nhà. Thôi để mua đi. Ôi Giang à, tí nữa kiểm tra máu cho con xem sao nha. Ừ, giỏi nè, giỏi, ngoan. Bé Mignon này do bé là một bé cuốn hoang nên sợ Ti cũng như bác sĩ sợ con nó bị lây bệnh á, chéo từ những cái qua lại với nhau gì đó nên con được nằm riêng ở đây. Còn cu Vàng thì cu Vàng đã được chích ngừa rồi, theo cái lời chủ nói là chích ngừa 7 bệnh. Con cũng vô đây nằm kế em. Ngoan, mẹ thương nè. Ti chờ kết quả xét nghiệm của bé Vàng á, thì Ti đi đến một cái pet shop ở dưới đường Quang Trung Gò Vấp để mua thức ăn cho bé. Tại vì bé cún Vàng không ăn cơm luôn cô chú, và không ăn hạt.
con chỉ ăn pate thôi. Tuy thấy bữa đầu tiên là con cho con một nguyên một tô hạt luôn nhưng mà con bỏ. Đấy hả em, mấy cái pate này hả? Trời, con chó bự quá. Con chó nó tầm 20 kg cho một lần ăn mấy bịch trời. Cái này bên em có thằng chị cũng 500 ngàn. Để chị mua cho con chó bự nó lưu chuồng á. Cái này thì đem như người ta bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu tiền? Mấy cái lon này 35 nghìn. Ui, có cái nào rẻ hơn chút không? Mẹ mắc quá. Rẻ hơn 25 nghìn. 25 nghìn hả? Các chị mua không? Ở cái thú y mà Ti tính cho hai bé cún đáng thương lưu chuồng thì lại là cho ăn hạt không cô chú và các bạn. Các bé nó không biết ăn hạt, Ti sợ nó đói nên phải đi mua thức ăn này cho bé. Cái này là mua 5 tặng 1, 25 ngàn một gói, là 10 gói là 250 thôi. Còn cái loại này á là 35 ngàn một gói, cũng mua 5 tặng 1 để Ti mua cho bé Vàng. Tại bé Vàng nó bự con, sợ mua bịch nhỏ quá nó đói. Ti phải công nhận vô một cái pet shop á, trời ơi thấy đồ ăn cho chó mèo ngon ngon không mọi người. Vì máy ấm của Ti là một máy ấm cứu hộ nuôi mấy trăm em chó luôn, nên Ti không có bao giờ mà dám vô những cái pet shop như thế này mua hết trơn á. Trời ơi, ai tặng thì máy ấm Ti nhận thôi chứ toàn là mấy chục ngàn không. Ti đang tưởng tượng là thí dụ một hộp pate này mà 35.000, 500 hộp là không phải nhiều triệu lắm đúng không? Mẹ 500 hộp nhiều triệu lắm, không biết tính luôn. Mẹ nhiều tiền quá, mà nhìn hấp dẫn quá ha. Mấy cái này nó thơm. Cái này là gia đình á, thí dụ nuôi cún nó ít á, 1-2 con thì mua nổi. Còn nếu mà một máy ấm mà mua một lần mày, mấy cái này thôi, không trả tiền nổi luôn. 20 mấy bịch thức ăn của các bé hết 600 ngàn luôn cô chú. Trời thật là đau lòng quá đi. Chưa biết tiền viện phí nhiêu nữa. Rồi chị cảm ơn tụi em nha. Cưng, nè, mua gà cho con ăn nè, con ăn đi. Ôi đừng cắn tay mẹ nha. Ô, giỏi giỏi, ăn đi Trương nè. Ăn đi, hay là to quá. Đây nè con, ăn đi Trương nè. Giỏi, ăn đi. Nè, dì em. Giỏi. Con ăn đi không đói bụng nha. Quên bỏ cục xương ra, mẹ nó đang ăn sợ cầm vô nó cắn. Cho mẹ xin cái tô đi nha. Rồi. Cho xin cái tô. Ôi em. Ăn con. Giỏi. Đây. Đó. Con ăn giỏi lắm, nhưng mà phải đút cho con. Đây. Vết đang này à. Cứ từ từ mà ăn vậy đó. Trời mặt dễ thương quá ha. Giỏi, ăn hết rồi hả? Đây nè. Chắc cục này ăn cả ngày luôn quá. Con hửi thấy mùi đồ ăn con ngóc đầu dậy nè. Đây nè. Dậy, dậy. Không giữ là không được gì đâu hết. Ừ, đó, giỏi. Ôi, để đây nè. Để đây cho con nha. Nó đau quá, nó bực á. À, mẹ để đây cho con. Khi nào con thích thì con thò cái đầu cho con ăn nha. Để cho con thử cục thịt gà. Trời ơi, con tự thò đầu vô con gặp. Đây, đây nè, lấy ra. Đây, đây. Trời ơi, ăn cái tương quá. Chắc là Ti không đút đâu, để dày đi cho nó tự hoạt động cái cổ. Ôi. Vàng ơi. Ôi, vàng không có thích bị đeo cái rọ vô nè, vàng mặt vàng ngầu quá. Vàng hồi nãy vàng đang ăn nè nè con. Ô Chuông, Chuông ăn đi con. Ô con giận rồi hả? Đây là pate của hai bé này, Ti mua hết 600 ngàn nè cô chú, để dành ở đây để cho các con ăn, nó không ăn cơm cái gì á. Cần ghê luôn.
Đây là mẹ lấy cho con nè. Ồ, giỏi giỏi giỏi. Ờ, con no rồi hả? Ừ, con no rồi, con muốn nằm hả? Ừ. À, nước nè. Uống đi. Con hết muốn uống rồi. Nè, nè. À, giỏi giỏi. Kết quả xét nghiệm của bé cún vàng, test bệnh ký sinh trùng 200 Ekanit, xét nghiệm máu tổng quát 550, là tạm ứng tiền nhập viện 1,5 triệu, là bây giờ thì phải đóng cho bé là 2.250.000. Đây là kết quả xét nghiệm máu. Mấy cái này thì Ti không biết đọc, chỉ coi được cái chỗ này thôi. Dương tính nè, Ekanit. Dựa trên cái bill thì số tiền mà bây giờ Ti phải trả cho các bé là 2.250.000, với 600.000 tiền ba tê là 2.850.000. Ti rất hy vọng cô chú và các bạn giúp đỡ cho hai bé cún đáng thương này. Bây giờ thấy tụi con nằm liệt thì Ti tội nghiệp quá, không biết làm sao hết. Chị mang các con đến cái thú y ở Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp. Ở đây có châm cứu với cái hy vọng là các con có thể tiến triển tốt hơn. Rất mong cô chú và các bạn giúp đỡ cho các bé.